Chào tất cả anh chị bạn nha. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Thì tôi xin phép được giới thiệu giao lưu với mọi người một cái rễ hương này, rễ hương đá con 3 53 kg. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì cái rễ này có cái chiều dài từ bên đây qua bên đây là 1m15, cao là 70. Ngang từ đây các bạn này. Từ đây qua đây là 50 này. Từ đây qua đây là 36 này. Còn trên đầu đây thì nó như thế này. Đây, phần bên sau nó cắt mất cái vần vát này các bạn này. Được 28 này. Đấy, chỗ này được 21 này. Và chỗ này mỏng nhất đấy nhé. Chỗ này là dày nhất, được 24 này. 24. Còn chỗ đây, cái đầu xíu xíu đây thôi là mỏng này. Đấy, xíu xíu này thôi. Còn dày độc đẽo thoải mái chị bạn nhé. Đây là 24 nhé. Đấy. Còn đây là 20 nhé. Mặt sau thì rất đẹp, nếu là đục đẽo khai trà là cực VIP. Chỗ này là 20-21 này. Đấy. Rồi cho các bác xem mặt này này. Đấy, các bác nhìn to chưa? Đấy, các bác thấy to chưa? Đấy. Cái này các bác làm khay trà là cực VIP luôn. Cực đẹp luôn. 53 kg cái rễ hương này các bác nhá. Tinh lõi. Hàng rễ là không có tim được các bác. Dạ vâng, nếu anh chị bạn nào thiện chí thì liên hệ em số điện thoại là 0338918991 nhé. Dựng kiểu nào cũng được các bạn, thích đục cái gì cũng được. Cá chim đều ok. Đấy. Cá chim đều ok. Rất là to. Rất đẹp luôn. Vừa to vừa đẹp, giá lại vừa rẻ. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nhé. Rễ hương đá con 3. Thế này cũng đẹp luôn các bạn. Nói chung cái thế nào cũng thấy đẹp luôn. Năm mươi ba kg các bạn nhé.